Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Daisy có một cái phần chia sẻ trên livestream có tên là cách để giúp chúng ta đạt được mục tiêu bằng những cái thay đổi rất là nhỏ, bằng những hành động rất là nhỏ. Nhưng mà trong cái livestream thì có vẻ đường truyền nó không được ổn định lắm, dẫn tới cái việc là mọi người nghe không được đầy đủ thông tin cũng như là bị đứt quãng. Chính vì thế thì Daisy làm một cái clip này để chia sẻ lại với các anh chị cái nội dung chính trong cái buổi livestream, và Daisy sẽ cải thiện cái phần đường truyền của mình để cái phần chia sẻ tiếp theo nó sẽ được tốt hơn, để chúng ta có thể tương tác nó hiệu quả hơn, được không nào? Và cái phần chia sẻ hôm nay nói về cái cách thức mà chúng ta sẽ đạt được mục tiêu. Vậy thì nó đến từ một cái trường hợp là Daisy gặp một số người và họ có những cái mục tiêu cho bản thân của mình, ví dụ như mục tiêu là muốn học tiếng Anh giỏi để có thể giao tiếp được với mọi người một cách tự tin, mục tiêu là muốn đọc sách, mục tiêu là em muốn tập thể dục để mình khỏe hơn và mình có một cái cơ thể vừa vặn hơn, em có mục tiêu là muốn dậy sớm. Vâng, vậy chúng ta sẽ chia sẻ 4 mục tiêu ví dụ và những mục tiêu còn lại của mỗi người là gì, chúng ta có thể ghi ra, được không nào? Hãy dành thời gian và liệt kê xuống những mục tiêu mình muốn làm. Và với những cái mục tiêu đó thì họ cũng bắt đầu đó, họ cũng tìm cách để mà luyện tiếng Anh nè, bằng cách đến trung tâm học, đăng ký một khóa học, tham gia câu lạc bộ, vân vân. Rồi mục tiêu đọc sách họ cũng mua sách về rồi họ bắt đầu họ đọc. Rồi mục tiêu chạy bộ cũng tham gia một cái nhóm chạy bộ và mỗi sáng cũng thức dậy để chạy bộ. Rồi mục tiêu dậy sớm cũng vậy, họ cũng đặt cho mình là sẽ dậy lúc 5 giờ hay là 5 rưỡi gì đó. Nhưng vấn đề là khi mục tiêu được đặt ra và họ thực hiện thì cái việc thực hiện đó là nó đúng, nhưng họ mất một điều, đó là cái sự duy trì, đó là một cái thói quen. Thì chúng ta có mục tiêu, chúng ta thực hiện nó đúng rồi, nhưng chúng ta làm nó chưa có đủ để nó có kết quả, chúng ta làm nó không có đều đặn để nó đạt được cái mục tiêu. Vậy thì chúng ta chỉ cần xử lý cái nguyên nhân gốc rễ, đó là cái thói quen của mình, thói quen hay từ bỏ, thói quen bắt đầu một việc mà không bao giờ kết thúc nó. Vậy thì chúng ta sẽ thay đổi thói quen đó bằng cái chữ gì? Đó là cái chữ cam kết, kỷ luật mà chúng ta cần có để chúng ta có thể đạt được mục tiêu. Và DC sẽ giới thiệu một cái nhóm mà các bạn đang luyện cái tính cam kết và kỷ luật để giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu. Một cái nhóm có tên là OGSM, tức là khi mình đặt mục tiêu thì mình sẽ thực hiện nó bằng cách nào và chúng ta sẽ đo lường nó ra sao. Và cái nhóm này, nhiệm vụ của nhóm này là chỉ chúng ta phải đặt mục tiêu, sau đó chúng ta sẽ được chia cặp hoặc là chia nhóm, và trong nhóm đó chúng ta sẽ luyện mỗi ngày bằng cách là đo lường cái mục tiêu của mình mỗi ngày. Ví dụ như dậy sớm thì mỗi lần dậy chúng ta chỉ cần chụp màn hình gửi lên cho nhóm, và sau đó thì mục tiêu ví dụ như đọc sách, mỗi ngày chúng ta đọc bao nhiêu trang đó và chúng ta sẽ post cái phần mình thích nhất lên hoặc là review lại cái phần mà mình đọc. Hoặc là mục tiêu dậy sớm, ví dụ như là lúc đầu chúng ta hay ngủ tới 6 giờ thì chúng ta có thể đặt mục tiêu là 5 giờ chúng ta sẽ chụp cái màn hình gửi lên và mọi người sẽ gọi nhau để mà dậy cái giờ đó. Vậy thì đôi khi chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều người bỏ cuộc mặc dù cũng có nhóm. Vậy thì một cái phương pháp, dù chúng ta có tham gia nhóm rồi, có chế tài để chúng ta thực hiện nó một cách cam kết kỷ luật hơn, nhưng chúng ta không làm được bởi vì đôi khi chúng ta có một số ngày rất là bận rộn, đúng không? Một số ngày có rất nhiều chuyện xảy ra và đôi khi tinh thần chúng ta không tốt, rất nhiều lý do. Vậy thì với cái cách thức là hãy chia nó thật là nhỏ để chúng ta đánh lừa cái não bộ của mình, đánh lừa cái sự mà chúng ta không muốn làm. Và cách thức đó là gọi là một, có nghĩa là đọc sách, phải không? Chúng ta thay vì đọc 20 trang, 25 trang, chúng ta chỉ cần một trang, nếu như cái ngày đó chúng ta không có đủ thời gian, một trang thôi cũng được. Ví dụ như chạy bộ, thay vì chúng ta chạy 5 cây, 2 cây hoặc là 30 phút, chúng ta hãy quy về là 1 phút, chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Dậy sớm, không dậy sớm được giờ đó, chúng ta hãy nhích nó lên 1 phút, thay vì 5 giờ rưỡi thì chúng ta sẽ là 5 giờ 29 phút. Và chúng ta sẽ cải thiện từ từ. Tiếng Anh cũng vậy, mỗi ngày chúng ta chỉ cần luyện một từ. Và chúng tôi có những cái nhóm giúp các anh chị đạt được điều này. Hãy inbox để chúng tôi sẽ giúp các anh chị tốt hơn. Xin chào các anh chị.